thưa quý vị mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin về một vụ cháy lớn đã xảy ra vào đêm qua tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lửa cháy dữ dội trong nhiều giờ khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một bãi đất trống gần chân cầu Bửu Hòa thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Do đây là khu vực đất quy hoạch để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai, có nhiều cây cỏ khô héo nên ngọn lửa lan nhanh ra diện tích khoảng 6 hecta, ảnh hưởng đến người dân gần khu vực. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên do diện tích cháy rộng nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lúc này chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân di rời tài sản của gần 20 hộ dân ra xa khỏi vực cháy. Đồng thời vận động một số hộ dân khác gần khu vực xảy ra đám cháy đến nơi an toàn. Đến khoảng 21 giờ tối mùng 3 tháng 3, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy trên diện tích khoảng 6 hecta tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.